Nếu mà bạn muốn mua ad, nạp game giá rẻ mà lại an toàn thì hãy đến với shop adgamegenshin.com. Với giao diện đơn giản, dễ nhìn, phương thức thanh toán đa dạng như là thẻ cào, Momo hoặc là ngân hàng, không có mất nhiều thời gian, bạn đã có thể nhanh chóng tạo ngay cho mình một account cực kỳ xịn sò. Chưa hết, shop cũng có dịch vụ cài thê dành cho những ai không có nhiều thời gian, nên nếu có nhu cầu hãy ghé qua shop adgamegenshin.com để có thể trải nghiệm nha. À, cái âm điệu này mà chỉ cần mình sai cái chuyện mà lên xuống thôi nó cũng dẫn tới cái việc là hiểu nhầm. Giống như đây là anh giới thiệu cho mình cái từ đồng nghĩa nè. Được chưa? Mùa, 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 mùa. Yo, hello anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái thử thách học chữ Hán trong 3 tháng. Thì hôm nay mình sẽ tóm được lại những cái gì mình đã học trước, học được ở hai bài trước. Bài trước thì mình đã học được gọi là hai câu thoại đơn giản để giới thiệu bản thân. Ok. Tôi tên là gì? Và hỏi người ta bạn tên là gì. Và mình đồng thời mình cũng có thêm được một cái kỹ năng mới ở ngày thứ hai, đó là kỹ năng gõ chữ, gõ tiếng Hoa trên bàn phím. A Chinese tone, tức là học về cái âm điệu có lên xuống, giống như trong tiếng Anh thì nó có cái intonation, cái sự lên xuống trong một cái câu hoặc là một từ ngữ. Đó, giờ bắt đầu. Buổi thứ ba mình học bài về âm điệu. Ở đây trong âm điệu thì nó chỉ mình nè, flat là ngang luôn. Rising tức là đẩy lên. Falling rising tức là nó rơi xuống và nó là đẩy lên. Là tới falling cao thấp. Chắc vậy quá. Ok, tạm hiểu gì đi. Sẽ vô từng chi tiết. Rồi bây giờ nó yêu cầu mình nói về cái sound mark, tức là cái thanh điệu, cái âm điệu trong cái phát âm nó rất là quan trọng. Bây giờ nó kêu mình so sánh giữa cái việc mà nói ngang, nói lên xuống rồi. Xuống. Ok, tiếp tục. Mùa. À, cái âm điệu này mà chỉ cần mình sai cái chuyện mà lên xuống thôi nó cũng dẫn tới cái việc là hiểu nhầm. Giống như đây là anh giới thiệu cho mình cái từ đồng nghĩa nè. Cũng đọc một cùng một cái âm thôi, nhưng mà nó khác, sự lên xuống nó dẫn ra bốn cái nghĩa khác nhau. Ok. Two. Mua. Vậy là này khuấy nước hả? Mua. Cái này là mua. Mua. Là hạ xuống nè. Mua. Mua. Xuống lên. Mùa. Nghe cái này cũng căng đó nha. Đó, bây giờ là nó tập cho mình cái sự nghe được cái sự khác biệt. Nỉ. Không làm mình đọc sai chứ nỉ hoài. Mình đọc nỉ hoặc ní mà thật ra nỉ rồi nó xuống lên. Nỉ. Đó. Mùa. Chào. Nỉ. Hảo. Cao xuống thấp. Đây, cái này là ngang. Cái này lên, cái này là xuống lên. Để ý. Hảo. Từ là khó. Wǒ jiào. Ok, hôm nay là biết được cái song hàng chim. Hôm nay mình đọc nó nghe cái kỳ, nó sừng sững sao. Mình cứ gọi là muốn lên xuống tự do quá. Bây giờ phải đúng cái nó mới được nha. Mấy mốt mình lên xuống tự lơ là sai liền. Nghe không hiểu. Có cái phần này nha. Rồi, coi như hôm nay là mình không có học được thêm từ mới nào cả. Nhưng mà mình học được một cái rất là quan trọng. Nó khiến mình sai ở hai bài trước. Mình đọc rất là sượng, dẫn tới việc hiểu không đúng.
này là đọc cái hiểu được cái âm sắc trong cái chữ Hán. À, cái âm điệu âm sắc này nó là một cái thử thách, nói chung là thử thách khó của cái việc mà học chữ Hán, nhưng mà nó cũng rất là hấp dẫn, thú vị, nên mình cố gắng thì mình sẽ hiểu và phát âm được thôi. Ok, you can do it. Ok, I can do it. Rồi, video kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại ở cái ngày tiếp theo, hành trình mới của chữ Hán vào buổi thứ tư để coi mình sẽ học được cái gì. Hôm nay mình tổng kết là nha, ba mình hôm nay mình học được giới thiệu bản thân mình, hỏi tên người ta, sau đó mình đã biết cách viết chữ ở trên Photoshop, vẽ chữ trên Photoshop, rồi gõ bằng phím, đánh bằng phím tiếng Hoa. Và bây giờ bài này mình biết được cái sự quan trọng của thanh điệu lên xuống để tạo ra những cái nghĩa khác nhau. Rồi, đó là tất cả những cái mình học được trong 3 ngày. Để coi ngày thứ 4 mình xong được cái gì. Nhớ coi video tiếp theo nhé. Bye.